Chào các bạn, dạo gần đây thì mình có rất là nhiều những cái tai nghe không dây. Đây nè, có mấy cái từ các cái thương hiệu khác nhau như là Bose nè, Soundcore nè, rồi JBL nè. Nhưng mà trong cái video này chủ yếu là mình muốn chia sẻ với các bạn về cái tai nghe mà mình đang sử dụng chính ở trong cái nhà của mình. Đó chính là hai con Apple AirPods 4. Mình đã có một cái video để nói sơ sơ về tất cả những cái tai nghe mình có trong nhà ở trong cái kênh TikTok của mình. Cái lý do mà mình làm video chi tiết về AirPods 4 là tại vì đây là cái tai nghe mà mình sử dụng chính ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Tại vì mình đang sử dụng chung với lại mấy cái iPhone nè, cho nên là AirPods nó rất là tiện lợi ha. Và nếu như các bạn cũng quan tâm tới chính cái sản phẩm này thì video này sẽ rất là phù hợp dành cho các bạn. Đầu tiên là để nói cho những ai chưa biết ha, thì AirPods 4 năm nay nó sẽ có hai cái phiên bản khác nhau, một cái là AirPods 4 thường và một cái là AirPods 4 ANC. AirPods 4 ANC thì nó sẽ có một số những cái sự khác biệt như sau. Đầu tiên là nó có thêm cái tính năng ANC, tức là chống ồn chủ động ha. Mặc dù là các bạn thấy mấy cái con AirPods 4 nó không hề có những cái mút cao su nha, nhưng mà nó vẫn có thể kích hoạt được cái tính năng chống ồn chủ động. Lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn về cái cảm giác của mình liên quan tới cái tính năng này. Rồi cái thứ hai là AirPods 4 ANC thì các bạn sẽ có thêm một cái cụm loa ở bên trên cái phần kén sạc, chủ yếu là để các bạn có thể kích hoạt được cái tính năng là tìm kiếm thiết bị ở bên trong cái ứng dụng tìm kiếm của Apple đó, thì nó sẽ phát ra được cái âm thanh. Còn đối với cái con AirPods 4 thường thì nó sẽ phát âm thanh thông qua cái tai nghe ha. Thì mình thấy là cái âm lượng chuông nó không có lớn bằng. Rồi chưa kể là ở trên cái con ANC thì nó có hỗ trợ thêm cái tính năng là tìm kiếm gần đây, tức là thay vì như là trên cái con AirPods 4 thường thì nó sẽ bắt bạn là tìm kiếm thông qua cái bản đồ ha. Thì thường là trong nhà của mình thì mình đâu có tìm kiếm như vậy làm gì, nó đâu có ý nghĩa gì đâu, tại vì kiểu gì nó chẳng ở trong nhà bạn mà bạn không biết nó đang ở đâu mà. Thì ở trên cái con AirPods 4 ANC nó sẽ cho phép các bạn tìm kiếm như thế, thì các bạn cứ đi rảo ở trong cái nhà đó, thì tới những cái chỗ mà nó gần cái tai nghe thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết ha. Mình thấy là cái chuyện mà tìm kiếm cái này là rất cần thiết nha các bạn. Các bạn có thể để ở trên sofa, các bạn để ở trên giường, các bạn để ở trên cái tủ kệ hay là bếp gì đó, đôi khi chúng ta không nhớ đâu. Cho nên cái chuyện mà tìm kiếm được một cách thuận lợi hơn như thế thì nó sẽ tạo ra nhiều cái khoảng cách liên quan tới cái chuyện là phân cấp sản phẩm. Rồi cho cái con AirPods 4 ANC thì nó cũng có thêm hỗ trợ là sạc không dây thông qua cái kén. Cái con thường thì không có ha. Cho nên là nếu như các bạn có những cái đốc sạc không dây để sạc đồng thời là điện thoại với lại tai nghe đồng hồ này kia đó, bây giờ bán trên mạng quá nhiều đi, thì các bạn nên mua cái con ANC ha. Còn về cái trọng lượng của những cái tai nghe đó thì mình đã cân rồi, thì đối với cái con thường và con ANC cái trọng lượng tai nghe của nó là y hệt như nhau, không có khác gì hết. Nó chỉ khác một cái là con ANC nó sẽ nặng hơn ở cái phần kén sạc thôi. Tại vì mình thấy là nó có thêm cái vụ mà tích hợp cái cục loa trong này nè. Cho nên là nếu như các bạn có mua thì yên tâm ha, về cái cảm giác đeo của hai con là hoàn toàn giống nhau về kích thước cũng như là trọng lượng. Mình thấy là về cái vật liệu của cái kén sạc cũng như là cái tai nghe thì Apple trong những năm gần đây họ không hề thay đổi gì cả và họ cũng không có nói gì tới. Các bạn đã thấy là ở trên mạng có rất là nhiều bạn xài mấy cái AirPods mà đời 1, đời 2, đời 3 bây giờ, thì các bạn thấy là cái vỏ của cái kén sạc nó trầy hết trơn à, nó rất là xấu. Nhưng mà một cái lợi thế rất lớn khi mà các bạn mua mấy cái đồ của Apple đó chính là các bạn sẽ có rất là nhiều những cái phụ kiện được bán kèm dành cho nó. Chẳng hạn như các bạn lên trên Shopee, các bạn search mấy cái case tai nghe này kia đó thì nó sẽ bán rất là nhiều, có mấy chục ngàn cái thôi. Thì nó là một cái điểm hạn chế, nhưng mà ok, cũng có thể coi là một cái điểm mạnh của sản phẩm, tại vì thường là mấy cái tai nghe khác nó không có những cái món phụ kiện mà nhiều giống như thế này. Vậy nên là khi các bạn sử dụng đó thì các bạn có thể đi mua thêm mấy cái phụ kiện rồi mấy cái case này kia cho nó đẹp hơn. Về cái phần cơ cấu của bản lề thì mình thấy là nó không thực sự là quá cứng cáp và cao cấp như là một số những cái tai nghe mà gần đây mình có cầm lên, nhưng nó cũng không tệ nha. Tức là nếu như mà so với một cái tai nghe mà bản lề tốt theo đánh giá của mình là 10 điểm á, thì cái con này nó sẽ khoảng đâu đó là 8 điểm rưỡi ha. Tại vì mình thấy là có một số anh em ở trên mạng các bạn nói là cái tai nghe này bản lề lỏng lẻo, nhưng thật ra nó không có lỏng lẻo nha. Nói nó lỏng lẻo là sai đó, nó cũng rất là tốt rồi các bạn, chẳng qua là nó không cứng được như là một số những cái nắp ở trên một số những cái tai nghe chẳng hạn như là của JBL hoặc là Sony gần đây mình có cầm. Cho nên là đối với mình là cái kén này nó vẫn rất là cao cấp nha, chẳng qua là nó dễ trầy mà thôi. Ở trên cái hộp sạc của cái con AirPods 4 năm nay thì các bạn thấy là nó liền lạc hơn rất nhiều, nó không có còn cái nút bấm vật lý nữa mà nó chuyển sang thành là cái nút cảm ứng ha. Ở ngay cái phần mặt trước nó có thêm một cái bóng led được làm ẩn xuống, cho nên là khi các bạn nhìn vào trong nguyên cái case này, các bạn thấy là nó ít những cái vị trí mà nó có thể tạo ra những cái điểm bám bẩn hơn so với lại các cái đời trước đây. Và nếu như các bạn mà muốn kích hoạt nó hoặc là pairing lại vân vân thì các bạn tap hai lần ở ngay cái phần mặt trước ha, thì ngay cái chỗ đèn này nè đó, nó sẽ thay đổi cái trạng thái để các bạn có thể chuyển sang những cái chế độ pairing này kia. Tiếp đến là mình chia sẻ với các bạn về cái trải nghiệm nghe của mình ở trên những con AirPods 4. Thẳng thắn với các bạn là mình không có sử dụng những cái tai nghe AirPods trước đây,
Tại vì thật ra là mình là một thằng cũng tương đối ít sử dụng tai nghe các bạn. Ở trong nhà của mình thì đa phần là mình ngồi trong cái bàn máy tính á, là mình xài loa không à, mình không có xài tai nghe. Với lại là ví dụ như mình đi tắm hay là này kia thì mình cũng nghe qua loa của điện thoại thôi, mình ít khi nào xài tai nghe lắm. Nhưng mà tại vì gần đây ngựa là có thêm tai nghe rồi mới cố ý là xài để mà review test cho các bạn coi thôi. Thì đối với riêng cá nhân mình á, là trước đó mình không có trải nghiệm với cái con như là AirPods 1, AirPods 2 là mình bỏ qua luôn, mình không có xài. AirPods 3 là có đợt mình tính mua nhưng mà cũng không mua. Rồi AirPods Pro thì mình xài cách đây cũng rất lâu rồi, AirPods Pro đời đầu tiên đó nha, là mình xài cách đây cũng rất lâu rồi, cái thời mà mình vẫn còn xài cái con MacBook Air M1 á. Tức là mình đã bẵng đi rất lâu để mà tiếp cận lại với cái con AirPods này. Thì bây giờ là AirPods 4, cái trải nghiệm âm thanh của nó như thế nào ha? Thật ra là mình có rất là nhiều tai nghe ở trong nhà, như hồi nãy mình đã nói với các bạn á, thì về cái chất âm của mấy cái con AirPods á, mình dùng một cái từ là mộc. Mình cũng không biết là phải dùng từ gì thêm để có thể diễn tả được cái sắc thái âm thanh của nó. Tức là mình có cái cảm giác là nó tạo cho mình một cái chất âm rất là giống là những cái tai nghe có dây, có dây nha, của Apple trước đây. Và mình có coi một số những cái bài so sánh của mấy anh em mà đã từng xài mấy cái đời AirPods trước á, thì họ có nói là ở trên cái con AirPods 3 và AirPods 4, mặc dù là không có cái phần e-tip giống như nhau để mà nhét vào trong cái phần lỗ tai, nhưng mà cái bass ở trên AirPods 4 nó có cải thiện hơn rất rất nhiều. Thì trên thực tế cái trải nghiệm nghe của mình cũng có cảm giác như thế. Mình thấy là cái phần bass của Apple họ làm rất là ổn ha. Đối với những cái dải bass mà khoảng đâu đó 100Hz cho tới 200Hz, tức là những cái dải bass mà nó khá là tối á, thì mình thấy là nó vẫn không đánh ra được nha. Nhưng mà đối với những cái dải bass mà nó ở gần cái dải middle hơn, tức là ở khoảng 200-500 á, thì mình thấy là nó đã có thể tạo ra cái cảm giác là có tiếng bass rồi. Cho nên là đối với những bạn nào mà rất là thích cái cảm giác nghe là đeo earbud, tức là đeo ở bên ngoài, không có muốn nhét cái nút cao su vào bên trong mà các bạn vẫn muốn nghe được cái tiếng bass, thì ở trên những cái con này là nó đã có thể làm được cái điều đó. Và khi mà sử dụng chung với lại cái iPhone 16 của mình á, thì mình để nó ở cái mức âm lượng khoảng từ 30 tới 50 ở trong đa số tình huống, tại vì đa phần là mình sử dụng ở nhà. Có một cái lần nọ là mình đi ngồi ở một cái quán cà phê lề đường, thì tức là cái đường là ở ngay trước cái quán cà phê luôn đó, thì mình có tăng âm lượng lên khoảng đâu đó là 70%, là nghe cũng đã rất là rõ rồi, mình không có gặp vấn đề gì liên quan tới cái âm lượng của cái tai nghe. Cho nên là nếu như các bạn có thắc mắc là nếu như nó là earbud nó không có kín á, thì nghe nó có thoải mái hay là không, thì mình thấy là đối với những người mà đã thích cái kiểu tai nghe như thế này thì các bạn sẽ hoàn toàn chấp nhận được ở trên một con AirPods 4. Tiếp tới cái phần này là mình muốn nói riêng về cái tính năng chống ồn chủ động ở trên cái con AirPods 4 ANC thì nó hoạt động như thế nào. Bởi vì bản chất nó là một cái tai nghe mà không có thêm cái tip cao su để các bạn có thể nhét vào bên trong cái tai để mà giúp bịt cái lỗ tai của mình nó kín hơn, thì nó sẽ bị hạn chế một số thứ, chẳng hạn như là về cái tiếng bass á, nó sẽ không thể lực được bằng. Và cái thứ hai, khả năng chống ồn của nó cũng sẽ có bị thu thiệt. Tuy nhiên, nếu như các bạn thường xuyên sử dụng ở các cái địa điểm công cộng ha, chẳng hạn như là các bạn đang ngồi trên xe bus nè, rồi chẳng hạn như là các bạn thường xuyên ngồi ở những cái nơi mà có nghe những cái tiếng giao thông, chẳng hạn như là tiếng xe cộ nè, tiếng người đi rảo bước nè, hoặc là những cái tiếng white noise của những cái âm thanh xung quanh, thì mình tin chắc AirPods 4 ANC nó vẫn có thể giúp cho các bạn trải nghiệm những cái âm thanh một cách tuyệt vời nhất. Nhưng mà nói như vậy không có đồng nghĩa với cái chuyện là tính năng chống ồn chủ động của nó có thể hoạt động hiệu quả ở trong mọi hoàn cảnh. Có một số những cái tình huống mà các bạn nghe được những cái âm thanh cao ha, chẳng hạn như là tiếng em bé khóc, hoặc là khi các bạn ngồi chơi ở một cái nơi gần một cái công trường gì đó mà có những cái âm thanh kim loại va vào nhau á, thì nó sẽ không thể khử được những cái âm thanh đó và cái tiếng của nó vẫn còn sẽ nghe rất là rõ. Nhưng mà mình tin chắc á, là trong các cái tình huống mà các bạn sử dụng ở những cái nơi công cộng với những cái điều kiện khá là thông thường đó, thì phải 70-80% những cái âm thanh là nó có thể xử lý được và triệt tiêu được cho các bạn. Các bạn vẫn có thể hội họp rất là tốt, các bạn vẫn có thể nghe nhạc rất là tốt trong khi các bạn có thể đeo rất là lâu, bởi vì bản chất của nó là tai nghe earbud chứ không phải là những cái tai nghe mà nhét vào bên trong, tức là in-ear. Nhưng mà nếu như các bạn hỏi mình á, là cái cảm giác là khi bật ANC lên thì nó có nặng cái lỗ tai hay là không, thì mình thấy là nó khá là nặng nha. Tại vì cái bản chất của ANC á, thì các bạn nhìn qua một cái video này để dễ hiểu hơn nè. Tức là nó sẽ thu những cái sample noise ở trong cái không gian của bạn, sau đó thì nó sẽ phát ra một cái tần số âm thanh đối nghịch để giúp triệt tiêu cái phần sample noise đó sau khi được thu nhận lại. Cho nên là đối với những cái tai nghe mà nó không có cái phần e-tip sẵn, tức là chống ồn bị động trước đó rồi, thì nó sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào trong cái phần là chống ồn chủ động ha. Thì thành ra là cái áp lực nó gây lên trên tai á, mặc dù là earbud, tức là nó không có nhét vào bên trong, nhưng mình vẫn có thể cảm giác được là nó khá là nặng. So với lại một số những cái tai nghe mà mình đang có ở trong nhà, thì mình đánh giá là cái con này nó phải nằm ở khoảng
top 3 về cái độ nặng khi mà bật cái tính năng ANC lên. Cho nên là ở ngay cái chỗ này mình khuyên là các bạn nên thử đi ra ngoài một số những cái cửa hàng á để các bạn có thể trải nghiệm thử đi. Chẳng hạn như là 7S nè, 7S thì họ cũng có bán cả hai cái phiên bản là AirPods 4 bản thường và bản ANC luôn. Chứ các bạn mua ở tại 7S á thì có thêm một số những cái chương trình, chẳng hạn như là thu cũ đổi mới nè, hoặc là các bạn có thể trả góp 0% vân vân, thì các bạn có thể đi ra ngoài đó để mà trải nghiệm thử để coi nó có hợp với các bạn hay là không nha. Và tới cái phần cuối này là mình sẽ nói với các bạn là tại vì sao nó lại là AirPods chứ không phải là một cái tai nghe nào đó của những cái hãng khác. Ở ngay cái chỗ này thì thật ra là bản thân mình đang là một người sử dụng điện thoại iPhone làm điện thoại chính. Mình đang xài con iPhone 16 và 16 Pro Max. Cho nên là có rất là nhiều những cái sự thuận tiện ở trong cái quá trình trải nghiệm của các bạn. Chẳng hạn ha, các bạn liên kết cái AirPods 4 này vào trong cái điện thoại của các bạn, mà nếu như các bạn có những cái thiết bị ở trong cái hệ sinh thái, chẳng hạn như là iPad nè hoặc là MacBook nè, thì các bạn không cần phải kết nối lại qua những cái thiết bị kia. Khi các bạn chạy nhạc ở trên cái iPhone và bây giờ các bạn ngồi vô các bạn sử dụng ở trên cái bàn máy tính, thì các bạn ấn play một cái ở trên cái MacBook thì nó tự động là ngắt cái âm thanh ở trên cái iPhone và chuyển sang nghe bằng cái MacBook. Rồi chẳng hạn như là khi mà có một cái cuộc gọi tới đúng không, mà các bạn đang đeo cái AirPods đi, thì các bạn hoàn toàn có thể nhận được ở trên cái MacBook của bạn, rồi các bạn có thể trả lời với lại cái người đầu dây bên kia bằng chính cái tai nghe của bạn. À mà nãy giờ mình quên nói tới cái vụ pin ha, thì đối với mình là pin ở trên mấy cái AirPods 4 nó không có trâu được như là những cái tai nghe khác nha. Thường là ví dụ như cùng một cái cường độ sử dụng như nhau thì mình thấy là AirPods 4 nó luôn luôn hết pin trước. Đối với Apple thì họ nói là cái thời lượng pin tối đa có thể kéo dài lên tới là 30 tiếng. À mà đúng rồi, có một cái điểm mà mình cũng không thích ở trên mấy con AirPods 4 đó chính là cái phần cử chỉ có thể thao tác trực tiếp ở trên tai nghe nó khá là hạn chế luôn các bạn. Nó chỉ có một cái thao tác là bóp vào thôi. Và khi mà bóp vào thì các bạn có thể thực hiện được một số thứ, chẳng hạn như là nghe cuộc gọi nè, từ chối cuộc gọi nè, vân vân. Nhưng mà nó lại không có cái cử chỉ vuốt hoặc là cái gì đó để có thể tăng giảm được cái volume. Cho nên là nó sẽ khá là bất tiện khi mà các bạn sẽ phải với cái tay vào trong cái điện thoại nè, đó, rồi để bấm cái nút volume ở trên này. Hoặc là cũng có một cái cách nữa nhưng mà nó sẽ hơi lâu, đó chính là Siri Volume up. Cho nên là theo cái trải nghiệm của mình thì đây là một cái điểm trừ khá lớn. Tại vì cái tai nghe này nó đâu có rẻ đâu các bạn. Cái bản thường không có ANC là đã 3 triệu mấy rồi mà. Rồi ok, tổng kết lại về tất cả những thứ chúng ta đã nói với nhau về AirPods 4 thì nó có cái gì. Đầu tiên, cái tai nghe này đeo rất là thoải mái, tại vì cái kết cấu của nó là earbud. Thứ hai là cái phần chất âm của nó so với lại các cái đời trước ha, là cái phần bass đã có cải thiện. Và mình thấy là những cái chức năng liên quan tới cái sự liên kết ở trong cái hệ sinh thái của Apple họ vẫn làm rất rất là tốt, và trải nghiệm của nó rất là xuyên suốt luôn. Mặc dù là xét về cái phần chất âm thì có thể là nó sẽ thua thiệt so với những cái sản phẩm khác nè, hoặc là xét về cái phần độ bền của kén sạc nè là nó cũng có thua luôn, nó dễ chày hơn, rồi thời lượng pin của nó cũng không phải là tốt nhất. Nhưng mà nếu như các bạn đang sử dụng một số những cái sản phẩm của Apple ở trong cái hệ sinh thái rồi đó, thì các bạn nên thử mua một con AirPods 4 để trải nghiệm coi nó như thế nào ha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video. Và nếu như các bạn quan tâm tới link, ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video. Và nếu như các bạn muốn làm so sánh cái tai nghe này với những cái sản phẩm gì đó khác, các bạn có thể comment ngay phía bên dưới, mình sẽ cố gắng làm sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn các bạn.